Mọi người ơi, hôm nay mình quyết định tặng một món quà sớm cho anh chồng thú mắt của mình. À, dạ, cái quà này thì nó hơi nặng nha. Oh. Hello. 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 Ôi em đặt mà nó giao sớm quá. Dạ, gì giao sớm? Nè, mới đặt á. Đây là quà sinh nhật của chồng. Quà sinh nhật hả? Cái gì hả? Holy fucking shit. Máy chơi game PS4 Pro 1T tặng silicon hàng chính hãng 24 tháng. Holy fucking shit. Thôi đi đập hộp anh em ơi. Đi đập hộp. Kính chào các bằng hữu gần xa, thì đây có lẽ là video clip đầu tiên của Đỡ về cái channel mới này. Và đây cũng là món quà vừa ngày sáng luôn. Vợ mình tặng cho mình quà sinh nhật sớm anh em ạ. Hôm nay là ngày 18 tháng 2 nhưng mà phải sinh nhật mình là một tháng nữa, 18 tháng 3. Thì đây là một cái hàng của bên Shopee. Vợ mình mua. Và mình đọc được nó là một cái PS4 Pro anh em ạ. Một cái PS4 Pro. Ok. Bây giờ mình sẽ đập hộp luôn cho em. Rồi mình sẽ lấy cái cây dao. Cái dao của chọc giấy này nè em ạ. Ok, quay liền mặt nha em. Không có gì sướng bằng đập thùng hết anh ơi. Đây đập thùng. Nó dán băng keo hơi nhiều rồi. Tại vì bên Shopee là người ta không cho kiểm hàng anh em ạ. Cho nên chúng ta buộc lòng phải quay trước. Phải quay trước, quay cho nó chuẩn chỉnh anh em. Chúng ta phải quay lên để có gì mà thiếu hàng hay thiếu đồ gì đó thì chúng ta còn đổi hàng, đổi trả hàng được anh em ạ. Vâng. Và vợ mình chúc mình cái sinh nhật. PS4 Pro anh em ơi. PS4 Pro. Đó. Được không em, màu xanh. Thì ở trên đây nó là gồm một cái PS4 Pro 1T màu đen. Đi thèm ra một cái tay cầm. Và nó không có game anh em ơi. Không có game. Bây giờ thì chắc chắn mà game thì chắc phải mua hay là mượn của bạn nào rồi. Ok, mình sẽ đập hộp các thành phần bên trong máy coi nó có gì nha anh em. Đầu tiên là một cái đây chắc là cục nguồn nè. Thứ hai là một cái cầm PS4 Pro. Cầm PS4 thôi. Đó. Cái này thì nó xài bằng Bluetooth ở đây mà. Đây mà xài bằng Bluetooth. Tiếp theo. Giấy hướng dẫn sử dụng. Đây là cái cục sạc nè. Đây cũng là cục nguồn luôn hả? Sao nhiều cục nguồn như vậy? Đây là một cây dây HDMI để cho kết nối với màn hình. Đây là một cái mic. Cái mic và cái nói để chúng ta vừa chơi game mà vừa nghe âm thanh đây mà. Đây. Vài sợi dây nữa. Dây gì? À dây này là dây cắp sạc anh mà. Cắp sạc. Rồi, tiếp theo là đến cái máy PS4 Pro. Vâng. Và nếu như theo cái phụ kiện như thế này thì nó thiếu một món đồ cho mình rồi. Đây là một cái sách hướng dẫn cài đặt. Và đây là cái máy. Ta-da. Chiều nào đúng đây. À đây, chiều này mới đúng rồi. Đó, PS4 Pro. Thì PS4 Pro thì nó hơn được cái cấu hình PS4 thường á. Nó là nó có được một cái gọi là chơi game ở độ phân giải 4K. Và ổ cứng của thằng này là 1T là bên em ạ. Ổ cứng của thằng này là 1T. Thì nghe đâu là năm 2021 nó mới ra PS5. Thì bây giờ mình tạm thời là mình cứ chơi con PS4 Pro này trước. Mà sau đó thì khi nào ra năm thì mình có thể bán rẻ lại rồi mình đổi con PS4 khác. Rồi,
Thì theo như phụ kiện bên trong đây đó, thì nó thiếu cho mình một cái bao da, một cái bao da chống sốc và một số cái phụ kiện khác ở đây mà. Đây nó thiếu đồ nè, đây nó thiếu đồ ở đây mà. Hết rồi, trong thùng này là hết đồ rồi. Trong thùng này không còn cái bao da nữa mà. Nói chung là Shopee lâu lâu nó làm ăn cũng chán lắm, đồ đạc thiếu tùm lum hết anh em. Hết rồi, hết đồ rồi. Rồi giờ coi như là thiếu đồ thôi, nhưng mà không sao. Ok, và cảm ơn anh em đã ngồi đây xem cái channel mới này. Thì channel mới này sắp tới đây sẽ có rất là nhiều hướng đi. Vlog nè, clip nhảm nè, clip về game thì mình sẽ hạn chế về clip về game anh em ạ. Mình không tập trung clip về game. Và hy vọng mình sẽ sớm review game PS4 cho mọi người xem. Tại vì để chơi được cái game PS4, anh em mà livestream anh em cần phải có một cái cục. Một cái cục thu HD, như là cái gọi là Elgato 60 HD Pro, thì nó tầm từ 3-5 triệu anh em ạ. Thì mình sẽ sắp xếp sớm review cho anh em xem. Và bây giờ thì cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ nha. Đừng quên ấn cái nút subscribe bên dưới. Ok, chào tạm biệt mọi người.